Hôm nay thì mình đi sâu về cái tư duy cùng hắn này hơn. Cách tư duy cùng hắn. Nhưng cụ thể phải làm sao để thật sự thấy vui khi người khác tư duy cùng hắn hay thế nào? Nhưng cụ thể phải làm sao để thật sự thấy vui cho nhỏ bạn khi nó đậu vào trường đại học mà mình mơ ước nhỉ? Làm sao có thể không cảm thấy tự ti khi chị hàng xóm xinh như thế? Làm sao để học cách đưa ra những giải pháp cùng thắng? Tôi xin gợi ý hai điều sau. Một là chiến thắng chính mình trước, và hai là tránh hai khối u song sinh và ta sắp bàn tới sau đây. Thứ nhất là chiến thắng chính mình. Tất cả bắt đầu từ bạn. Nếu bạn còn quá tự ti và chưa dám trả giá để chiến thắng thì bạn sẽ khó mà tư duy theo hướng cùng thắng nổi. Bạn sẽ cảm thấy không vui cho thành công của người khác bởi bạn cảm thấy bị chúng đe dọa. Những người tự ti rất dễ trở nên ghen tức. Nhưng như trong ví dụ dưới đây về cuộc đối thoại của Justin và bạn gái của mình, thì đây là cái đoạn hội thoại của Justin và bạn gái. Thì cái đoạn này thì giống như là có một người lai hình của người bạn gái này của Justin, cho nên là Justin cảm thấy là mình bị giống như bị đe dọa đó. Thì bạn thấy đó, thật khó để Justin có thể thoải mái với bạn bè nam giới của bạn gái mình khi cậu ấy cứ tự ti và phụ thuộc vào cô ấy đến vậy. Justin cần phải cải thiện chính mình trước bằng những khoản gửi vào PA và bằng việc chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Cậu ấy cần lập kế hoạch sống nữa. Từ những bước tiến đó, sự tự tin và cảm giác an tâm trong cậu sẽ tăng dần và cậu sẽ học được cách vui cho người khác thay vì cảm thấy bị họ đe dọa. Nền tảng cơ bản nhất của tư duy cùng thắng chính là cảm giác an tâm. Thì đầu tiên để có cái tư duy cùng thắng này là mình phải chiến thắng chính bản thân mình. Mình phải an tâm về chính bản thân của mình, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Thứ hai là khối u song sinh. Có hai thói quen vô cùng tệ hại, có khả năng ăn mòn bạn từ bên trong, như hai khối u song sinh vậy. Và chúng chính là sự cạnh tranh và sự so sánh. Bạn không thể tư duy theo hướng cùng thắng khi hẳn còn lẫn quẩn trong đầu bạn. Sự cạnh tranh có thể rất là mạnh, nó thúc đẩy ta tự nâng cao bản thân. Không có nó, ta không thể biết ta có thể thúc đẩy bản thân đi được bao xa. Sức hút của giải Olympic nằm ở sự phô diễn tài năng và không khí cạnh tranh, khiến bao nam thanh nữ tú tuột dốc dốc sức theo đuổi mục tiêu trở thành các vận động viên xuất chúng. Trên thương trường, sự cạnh tranh chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ. Nhưng sự cạnh tranh cũng có mặt tối của nó. Trong một phim chiến tranh của các vì sao, Luke biết được sự tồn tại của một trường năng lượng tích cực gọi là thần lực. Gọi là thần lực. Tạo nên sự sống. Sau đó, khi đương đầu với nhân vật phản diện là Luke mới biết mặt tối của thần lực. Nhân vật phản diện đã nói rằng mặt tối có sức mạnh không lường trước được. Cũng như thần lực, sự cạnh tranh có hai mặt sáng và tối, và hai mặt ấy đều có sức mạnh. Điểm khác biệt của hai thái cực này nằm ở lý do bạn cạnh tranh. Sự cạnh tranh là lành mạnh khi bạn tranh đấu với chính bản thân và khi thách thức bạn vươn tới tầm cao. Và ngược lại, nó sẽ trở nên đen tối khi bạn chiến thắng là cách định giá bản thân hoặc khi bạn lợi dụng nó để vượt mặt người khác. Đây, thì ở đây có hai cái sự cạnh tranh ha. Mọi người lưu ý ha. Mình cạnh tranh lành mạnh khi mình chiến thắng chính bản thân của mình để mà mình vươn tới tầm cao mới.
Còn khi mà mình chiến thắng vì mình thể hiện bản thân của mình á, đó, để mà mình vượt mặt người khác thì đó là mặt tối của cái sự cạnh tranh. Theo cuốn sách The Inner Game of Tennis của Tim Gagwell có một đoạn nói rất chính xác về sự cạnh tranh như sau: khi ta xem sự cạnh tranh là công cụ lợi dụng người khác để tạo nên hình tượng nhất định cho bản thân, ta sẽ trở thành phiên bản tồi tệ nhất của mình. Khi ấy, những nỗi sợ hãi và mệt mỏi thường trong ta sẽ bị phóng đại và ta ngỡ như chỉ khi ta là nhất, khi ta thắng tất cả mọi người thì ta mới xứng đáng có được tình yêu và sự tôn trọng mà ta khát khao. Những em nhỏ được dạy cách đánh giá bản thân như thế thường trở thành những người lớn bị khát khao chiến thắng làm mờ mắt trước mọi những cái giá trị khác. Một huấn luyện viên nổi tiếng từng nói, hai tính cách tệ hại nhất của một người vận động viên là nỗi sợ thất bại và khát vọng chiến thắng bất thường. Hay cụ thể hơn là cái thái độ chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Tôi không bao giờ quên được cuộc gây gỗ giữa tôi và em trai tôi khi đội nó thắng tôi trong một trận đấu bóng chuyền. Thì đây là hai anh em cãi nhau ha cả nhà, nói qua nói lại gì giống như là nó là anh, nó là em của mình mà nó lại thắng mình giống như vậy đó, xong rồi nó là ủa tao là anh mày mà tao không giỏi hơn mày đó. Hai người cãi lộn như vậy thì sau khi bình tĩnh lại, cả hai chúng tôi thấy thật bất ngờ, thật ngớ ngẩn, thấy mình thật là ngớ ngẩn. Tôi đã bị mặt tối của cám dỗ, sự cám dỗ của mặt tối luôn để lại hậu quả. Ta hãy sử dụng cạnh tranh như một thước đo để đo lại bản thân ta, nhưng đừng nên cạnh tranh hơn thua vì bạn trai, bạn gái, vì bạn bè, vì địa vị, sự nổi tiếng, chức tước, sự chú ý, mà hãy bắt đầu vui hưởng cuộc sống. Đó. Và tiếp theo là sự so sánh. Sự so sánh là anh em song sinh với sự cạnh tranh và cũng là nguy hiểm và cũng nguy hiểm tương tự. So sánh bản thân với những người khác chẳng đem lại gì cho ta ngoài những cảm giác tồi tệ. Vì sao? Vì biểu đồ phát triển của ta đều khác nhau về mặt xã hội, tinh thần hay thể chất. Vì chúng ta là những loại bánh cần được nướng theo các cách khác nhau. Nếu chúng ta cứ mở lò ra xem bánh của người ta nở như thế nào so với bánh của mình thì bánh của chúng ta sẽ chẳng bao giờ nở luôn. Đó. Một số người trong chúng ta giống như cây dương vừa trồng xuống đã phát triển ào ào như cỏ dại. Số khác thì giống như cây tre trồng suốt 4 năm chẳng phát triển được chút nào, nhưng đến năm thứ năm lại cao vút hẳn lên. Câu chuyện cây tre này thì em lại nhớ công việc của mình. Đó. Đừng bao giờ đặt nền móng cho cuộc đời mình bằng việc so sánh mình với người khác. Nếu cảm giác an toàn của cuộc đời tôi đến từ điểm cao của tôi cao hơn hay có bạn bè nổi tiếng hơn, thì điều gì xảy ra nếu người khác lại có điểm cao hơn hay có bạn bè nổi tiếng hơn tôi? Sự so sánh làm cho chúng ta cảm giác giống như một con sóng bị đẩy đi cuốn. Kéo nhanh quá. Sự so sánh làm cho chúng ta có cảm giác giống như một con sóng bị gió đẩy đi hướng nào thì xô theo hướng đó, vừa vui đã buồn, vừa thấy tự ti đã thấy hơn người khác ngay, vừa tự tin đã cảm thấy bị đe dọa ngay. Chỉ có một cách so sánh có ích cho chúng ta thôi, đó là so sánh chính mình với những hình tượng điển hình của chính mình. Là mình chỉ có so sánh bản thân mình hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua hay không, chứ đừng đi so sánh với người khác. Đó. Nữ diễn viên ca sĩ kim sáng tác Ariana Grande đã càn quét cả Hollywood
lẫn thế giới mạng, nhưng sự nổi tiếng đó không làm cô quên giữ một thái độ thật tích cực về bản thân và về những so sánh. Đã có quá nhiều bạn nữ bị rối loạn ăn uống vì không tự tin và những hình tượng không thực tế. Tôi nghĩ điều quan trọng của con gái là phải biết yêu bản thân và tôn trọng cơ thể mình. Cô nói thêm, con người chúng ta đôi khi thực sự quá gay gắt và bảo thủ trước những người khác biệt hay đặc biệt. Đó là lý do vì sao bạn trẻ và các em nhỏ cảm thấy không thoải mái để là chính mình hay để bỏ ngoài tai lời châm chích của người khác. Hãy hạnh phúc về bản thân, hãy yêu những khuyết điểm của mình và tự tin về những điểm khác lạ mà mình có. Hãy biết rằng chính con người bạn hoàn hảo không kém bất kỳ ai. Thì có lần tôi phỏng vấn một bạn nữ tên là Anna. Anna từng bị vướng vào cái lưới nhện của thói so sánh và mất rất là nhiều năm mới thoát ra được. Sau đây là thông điệp của cô cho những bạn còn bị mắc kẹt. Đây là chuyện cây tre. Đó, năm thứ nhất thì mình gieo hạt, năm thứ hai tưới nước, trồng trồng hoài nhưng mà nó cũng không có lên cái gì hết. Nhưng mà mọi người nhìn cái rễ đi, nó sẽ ăn sâu ở dưới đất. Năm thứ năm thì bắt đầu nó mới cao lên. Vấn đề em bắt đầu từ những năm đầu cấp 3 tại trường. Hầu hết học sinh đều đánh giá người khác qua cách ăn mặc. Thì điều mọi người quan tâm nhất ở đây là nhãn hàng mình mặc đi học mỗi ngày là gì. Họ đặt ra những cái vô số những cái quy luật về ăn mặc. Không được mặc cùng một món hai lần, rồi không được mặc đụng hàng với người khác. Đồ hiệu và quần jean là phải là những cái đồ đắt tiền đó. Đủ màu, đủ kiểu. Thì hồi đó em có một người bạn trai lớn hơn tuổi và ba mẹ không thích anh ấy. Mới đầu thì rất vui vẻ, nhưng một thời gian sau anh ấy bắt đầu khiến em cảm thấy tự ti. Và những câu nói sao nhìn em không được như nhỏ kia, sao em mặc quá vậy, em thay đổi một chút xíu đi là đẹp đó. Mình dần thì bắt đầu em tin vào những cái bình luận của anh ta. Em bắt đầu nhìn người khác để mà xăm soi lại bản thân mình, xem tại sao mình không bằng họ, dù trong tủ đồ có rất là nhiều quần áo. Và nhưng em còn nhớ mình vẫn cứ lo âu là không biết mặc cái gì. Em còn đi ăn cắp vặt ở cửa hàng vì muốn có những cái món đồ mới nhất, xịn nhất. Cứ như vậy mà con người của em chỉ còn định nghĩa bởi những người em chơi cùng, bởi vẻ bề ngoài quần áo em mặc. Em chẳng cảm thấy mình đủ xứng đáng trong mắt bất kỳ ai. Em ăn đến mức bội thật rồi lại nôn ra, vì việc ăn khiến em cảm thấy được an ủi. Còn khi nôn hết thức ăn, em cảm thấy mình kiểm soát được bản thân theo một cái định nghĩa kỳ quặc nào đó. Thì có nhiều người ở đây theo em biết á, là người ta ăn để mà người ta ăn rất là nhiều, nhưng mà sau đó người ta móc họng để ói ra để giữ cân nặng đó nha. Có những cái đó. Em không mập nhưng mà em sợ mập kinh khủng. Nó sợ trở thành một phần lớn trong cuộc đời. Em nôn một ngày đến 30-40 lần mỗi ngày, ở nhà vệ sinh, trường hay bất cứ đâu. Đó là bí mật của em. Và em sợ không thể nói với ba mẹ được vì sợ ba mẹ thất vọng. Một lần nọ, em được một nhóm nổi tiếng trong trường rủ đi xem đá banh. Các anh chị trong nhóm đều lớn hơn em 1 tuổi và em đã vô cùng háo hức. Em đã nhờ mẹ chọn một cái bộ quần áo đẹp và ngồi đợi họ đến đón cả mấy tiếng đồng hồ và họ không đến. Em bèn nghĩ chắc họ không đón mình vì mình không đủ thú vị hoặc nhìn mình không hợp thời trang. Rồi mọi việc đã đi đến đỉnh điểm. Khi đang diễn kịch trên sân khấu, em bất chợt cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, trong phòng, mẹ đã ngồi cạnh em thều thào nói con cần được cứu. Bước đầu tiên trong quá trình phục hồi của em là thừa nhận là em đã có vấn đề và em phải mất rất là nhiều năm để làm được điều này, điều đó. Giờ nhìn lại em không tin mình đã từng như vậy.
là giống như là bạn này phải đi điều trị tâm lý, giống như là bị người khác ám ảnh đó. Em đã có tất cả những gì em cần để được hạnh phúc, nhưng em cảm thấy thật đau khổ. Em là một cô bé đáng yêu, tài năng, khỏe mạnh và bị mắc kẹt trong thế giới của sự so sánh. Bị người khác tác động khiến em cảm thấy bản thân mình không đủ tốt. Em muốn nhắc tất cả bạn trẻ như em rằng đừng bao giờ làm vậy với bản thân. Không đáng đâu. Mấu chốt thành công của em là những người bạn thực sự đặc biệt. Để có những người bạn thật sự đặc biệt, những người làm em cảm thấy có giá trị, và giá trị của mình nằm ở con người mình chứ không phải nằm ở quần áo. Họ luôn khuyên em, cậu không cần những thứ này, ý nghĩa của cậu lớn lao hơn nhiều. Nhờ thế em bắt đầu thay đổi vì chính mình chứ không phải người khác bảo em thay đổi mới xứng đáng được họ yêu. Bài học khôn ngoan rút ra từ câu chuyện này là hãy chấm dứt ngay, hãy vứt bỏ thói quen xấu đó. Sự so sánh có thể trở thành một chứng nghiện nặng không thua rượu hay ma túy. Bạn không cần phải có sắc đẹp hay ăn mặc như người mẫu mới hoàn hảo. Trong lòng bạn đã biết điều quan trọng nhất là gì rồi mà. Đừng khát khao sự nổi tiếng khi còn trẻ, vì những năm tháng về sau mới là lúc chúng ta gặt hái những điều đó. Thì ở đây em có cái câu nói này rất là hay: đừng mắc kẹt vào ước mơ của người khác. Đó. Và cái câu mà em thích nữa là em thích, rất là thích cái câu này luôn, từ lúc còn trẻ, từ những năm trước, là tuy là bạn không hoàn hảo nhưng mà bạn cũng là phiên bản có giới hạn. Đó. Mỗi người chúng ta đều có một cái đặc tính, một cái điểm riêng, sẽ có một cái nổi trội riêng, nên mình đừng có so sánh người này với người khác. Giống như khi mình bán hàng, mỗi người sẽ có một cái cách bán hàng, mỗi người sẽ có một cách thu hút khách hàng khác nhau. Cho nên là khi một người trong đội nhóm của mình hay là một người đang làm nhé, người ta bán được hàng thì mình cứ ăn mừng và mình học hỏi kinh nghiệm, chứ đừng so sánh cái chị đó giỏi, chị đó bán được hàng, mình dở chắc mình cũng bán được. Và mình hãy thay đổi cái suy nghĩ đó ha. Ok, em tiếp tục đây. Tư duy cùng thắng có lợi ích gì? Tôi đã học được rằng ta không bao giờ nên đánh giá thấp những kỳ tích có thể xảy ra khi một ai đó có tư duy cùng thắng, như trong trải nghiệm dưới đây của bạn Andy. Mới đầu em thấy tư duy cùng thắng nghe chả có ích gì cả, nhưng khi em thử áp dụng tư duy này khi làm thêm, em đã bị bất ngờ. Em đã tư duy theo hướng cùng thắng được 2 năm. Em đã tư duy theo hướng cùng thắng được 2 năm nay rồi, và quyền năng của thói quen này đã này lớn đến đáng sợ. Giá mà em biết nó sớm hơn thì tốt quá. Tư duy cùng thắng dạy em thực hành khả năng lãnh đạo của mình và làm việc với thái độ hào hứng, sao cho cả em và bà chủ đều hài lòng. Mỗi tháng em đều họp với bà chủ để nói về những điều nhỏ nhặt chưa được hoàn thiện ở chỗ làm mà em quan sát được, đồng thời đề xuất những giải pháp em có thể thực hiện. Trong họp gần đây bà ấy khen, không hiểu nổi sao chúng ta có thể hoàn thiện những chi tiết nhỏ lẽ đó được tốt như vậy. Tôi rất ấn tượng với cách cậu luôn tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng thể hiện khả năng của mình. Thế rồi bà ấy tăng lương cho em $1 mỗi giờ. Đây là một tin tốt nè. Hãy tin tôi, thái độ cùng thắng có tính chất lan tỏa. Nếu bạn có một tâm hồn độ lượng, tận tâm giúp đỡ mọi người và sẵn sàng chia sẻ thành công, bạn sẽ là một thanh nam châm thu hút bạn bè. Nghĩ xem, ai lại không yêu mến một người quan tâm đến mình và mong muốn mình thành công? Khi có một người như vậy, hẳn là bạn sẽ giúp lại họ. Đó. Là trước khi mà mình tư duy cùng thắng này, trước khi mà mình cho người khác thì mình phải mở lòng. Tinh thần cùng thắng có thể áp dụng ở mọi tình huống, từ việc giải quyết những việc xung đột giữa bạn bè và cha mẹ cho đến việc giải quyết ai sẽ dắt một chú chó đi dạo. Như chia sẻ dưới đây của Ben, em gái
em gái em và em thường cãi nhau về việc ai phải dắt mấy chú chó đi chơi và ai phải rửa chén. Cả hai đều rất thích dắt chó đi chơi hơn, nhưng cũng phải thay phiên nhau chứ. Vì vậy bọn em quyết định là em sẽ rửa chén, em gái em lau khô chén, rồi cả hai cùng dắt chó đi chơi. Em rất vui vì đã tìm ra cách giải quyết này, vì bọn em vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa cảm thấy thú vị vì cùng làm mệt nhau. Thay vì tranh nhau ở cái việc dắt chó thì mình chia cái công việc rửa bát ra. Đôi khi bạn sẽ không thể tìm ra giải pháp cùng thắng dù đã cố gắng, hoặc có thể phía còn lại nghiện hơn thua đến mức bạn chẳng muốn đến gần họ. Nếu gặp những tình huống ấy thì đừng tự hạ bản thân xuống, mà cũng đừng cố chấp hơn thua. Hãy xác định hoặc cả hai cùng thắng hoặc không làm gì cả. Ví dụ, nếu bạn và một người bạn không thể quyết định làm gì cho buổi tối, thay vì chọn một thú tiêu khiển mà một trong hai người không thích, hãy hoãn đêm ấy lại và cùng đi chơi với nhau vào đêm khác. Hoặc nếu bạn không thể phát triển mối quan hệ cùng thắng với bạn trai hay bạn gái của mình, tốt nhất là không làm gì cả và chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Nếu mà không cùng thắng được thì mình hãy dừng lại. Brand là một cậu bé 15 tuổi được học về tư duy cùng thắng, đã kể lại câu chuyện thú vị như sau. Năm ngoái, em và cậu bạn Steven muốn làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm thêm chút tiền tiêu. Bọn em bắt đầu công việc lau chùi cửa sổ, chăm sóc bãi cỏ, và cả hai nghĩ xanh sạch là một tên khá tuyệt. Ba của Steve có một ông bạn cần người lau chùi cửa sổ, nên đó là công việc đầu tiên của bạn em. Tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc, bọn em có quá nhiều khách hàng. Bọn em dùng phần mềm trong máy tính của ba để soạn một văn bản gọi là bản hợp đồng cùng thắng. Khi tới nhà khách, bọn em sẽ xem xét và đo đạc cửa sổ, rồi đưa ra một con số dự trù. Bọn em luôn đảm bảo với chủ rằng cửa sổ nhà họ sẽ lau sạch với mức giá đã xác nhận. Hai bên sẽ ký hợp đồng và bọn em sẽ không trả công nếu không làm tốt. Sau khi hoàn tất, bọn em sẽ cùng họ xem lại kết quả công việc để họ biết rằng bọn em có tinh thần trách nhiệm. Điều này tạo ra một nền tảng tốt đẹp trong quan hệ với khách hàng. Dịch vụ xanh sạch đã giúp bọn em kiếm được một khoản nhỏ và hai đứa đầu tư lại phần vào thiết bị lau chùi. Khách hàng của bọn em cảm thấy vui vẻ vì cửa sổ nhà họ trở nên sạch sẽ. Họ đã thắng và bọn em cũng thắng vì đã thu nhập ở tuổi 15. Giống như khi mình đi bán hàng á, khách hàng mua được sản phẩm tốt, còn mình thì bán được sản phẩm tốt. Là hai bên cùng thắng. Cảm nhận tác động của tư duy cùng thắng. Việc tập cho bản thân với cái tư duy cùng thắng không phải là điều dễ dàng, nhưng mà bạn có thể làm được. Nếu ngay bây giờ bạn chỉ có 10% tư duy cùng thắng, hãy tăng nó lên 20 rồi 30% và tiếp tục tăng dần lên theo thời gian. Cuối cùng nó sẽ trở thành một thói quen tinh thần và thậm chí bạn không cần nghĩ tới nó nữa. Vì khi đó tư duy cùng thắng cũng là một phần của con người bạn. Lợi ích đáng ngạc nhiên của thái độ cùng thắng là những cảm giác tốt đẹp mà nó mang lại. Một trong những câu chuyện minh họa cho cái tư duy cùng thắng mà tôi thích nhất là câu chuyện trong một cái cuốn sách đã tóm tắt bởi câu chuyện của Sackwell như sau. Sackwell sinh năm 1924 ở Paris. Lúc quân Đức sang chiếm đóng, anh ta chỉ mới 15 tuổi. Khi sang 16, anh ta đã thành lập và lãnh đạo một phong trào kháng chiến bí mật. Lúc đầu chỉ có 52 thành viên, nhưng chỉ trong một năm đã lên tới con số 600. Riêng điều này tôi đã rất đáng chú ý. Từ năm 8 tuổi. Wow. Người dẫn dắt người khác
mà bị mù, bị năm 15, 16 tuổi bị mù nhưng mà vẫn có thể dẫn dắt được người khác ha. Dù hoàn toàn mù, Jackwell vẫn nhìn theo một cách khác. Anh nói, tôi nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục nhìn thấy dù đã bị mù. Tôi có thể cảm thấy ánh sáng dâng lên, lan tỏa động lại trên các đồ vật, tạo cho chúng hình dáng rồi tan biến mất. Tôi sống trong một dòng ánh sáng, anh ta gọi ấy là ánh sáng này là bí mật của tôi. Thế nhưng có đôi lúc dòng ánh sáng của Jackwell rời bỏ anh và anh trở nên u tối. Đó là khi anh có tư tưởng ta thắng người thua. Anh nói, khi đang chơi đùa với các đồng đội nhỏ của tôi, nếu đột nhiên tôi nôn nóng muốn thắng, muốn là số một bằng mọi giá, thì ngay khi ấy tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi như lạc vào một đám sương mù dày đặc. Tôi không cho phép mình có cảm giác ganh ghét hay không thân thiện, vì khi ấy đôi mắt của tôi như bị một lớp băng che kín, tay chân thì bị kìm kẹp và tôi mất kiểm soát. Ngay lập tức có một hố đen mở ra nhấn chìm tôi trong đó. Nhưng khi tôi hạnh phúc, thanh thản và khi tôi tiếp xúc với mọi người bằng niềm tin và ý nghĩa tốt đẹp về họ, tôi lại được tưởng tượng bằng ánh sáng. Vì thế, ngay từ rất trẻ tôi đã học về lòng yêu mến và sự hòa hợp với mọi người. Cách kiểm chứng xem mình có thái độ cùng tháng hay không chính là lắng nghe xem cảm giác của bản thân thế nào, tư duy cùng thắng. Tư duy ta thắng người thua và tư duy ta thua người thắng sẽ che mờ khả năng phán xét của bạn và lấp đầy lòng bạn bằng những cảm giác tiêu cực. Trái lại, như Jackwell cho thấy, tư duy cùng thắng sẽ mang đến cho bạn niềm hạnh phúc và thanh thản, sự tự tin và ánh sáng. Thì Jackwell là một người lãnh đạo. Với tư duy cùng thắng này thì mình có thể lãnh đạo được mọi người, có thể ứng dụng trong cuộc công việc của mình. Thì chương này đây là cũng là hết. Và chương sau đáng đọc là vì tôi sẽ chỉ cho bạn một bí quyết chọc tức ba mẹ một cách tích cực. Cùng đón đọc nhé. Và ở đây thì có một vài cái thói quen để mà mình làm quen với tư duy cùng thắng ha. Thì chỉ gợi ý một số này. Hãy xem bạn đang khổ sở vì những điều so sánh thế nào: trang phục, thể hình, bạn bè, sự chú ý, tài năng. So sánh khiến mình nhức đầu là gì? Mọi người hãy ghi ra. Giống như tôi không giàu bằng người này người kia vậy đó, hay là tôi không bán được hàng như bằng người kia người nọ. Mọi người có thể ghi ra. Nếu chơi thể thao, bạn hãy thể hiện tinh thần fair play là chơi đẹp bằng cách khen ngợi một ai đó của đội đối phương sau trận đấu. Đây là những cái mà thói quen mình nên bắt đầu suy nghĩ ha. Nếu có ai đó thiếu tiền bạn, đừng ngại nhắc họ một cách thân thiện. Bạn nhớ hôm bữa mượn tôi 20.000 không? Tuần này tôi cần, bà trả tôi nha. Hãy tư duy theo hướng cùng thắng, không ai phải thiệt cả. Khi mà mình chơi bài hay chơi điện tử hay vi tính với người khác chỉ để giải trí thì đừng để ý đến chuyện thắng thua. Bạn sắp có một bài kiểm tra quan trọng, hãy lập một nhóm cùng học và chia sẻ những ý hay nhất của bạn với mọi người, tất cả sẽ cùng làm bài tốt. Ở trong một đội nhóm thì mọi người hãy chia sẻ ý kiến với nhau. Lần sau nếu ai đó thân thiết của bạn thành công thì hãy chân thành vui cho họ thay vì cảm giác thấy bị đe dọa. Thì trong đội nhóm mình ai thành công thì mình hãy chúc mừng, vui cho người người đó. Hãy suy nghĩ về thái độ chung của bạn đối với cuộc đời. Bạn tư duy theo kiểu ta thắng người thua, ta thua người thắng hay mọi người cùng thắng, thái độ đó có ảnh hưởng ra sau đến bạn. Nghĩ về một người mà là hình mẫu tư duy cùng thắng, bạn ngưỡng mộ người đó điểm nào? Giống như trong công việc của mình, người em ngưỡng mộ có thể là cô Phan Thủy đó. Cho nên là nhiều ngưỡng mộ vì sao đó, hãy ghi ra. Nếu mà bạn đang có trong một mối quan hệ, có phải là ta thua người thắng hay không? Nếu hãy xác định
làm gì để thắng, để không chịu thiệt thòi nữa. Nếu được, hãy chọn cách rút lui khỏi mối quan hệ tiêu cực này. Nếu mà trong một mối quan hệ mà ta thua người thắng rồi, nói chung là tranh đấu nhau như thế đó, thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thì mình hãy rút luôn khỏi mối quan hệ đó ha. Cái thói quen này á, thì nhà mình cứ tập mỗi ngày. Và câu cuối cùng em thấy rất là hay, muốn tặng cho cả nhà đây: gieo suy nghĩ gặt thành công, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, và gieo tính cách thì sẽ gặt số phận. Cho nên là bắt đầu từ suy nghĩ của mình thì mình sẽ có những cái thói quen ha, mình sẽ thành công được trong cuộc sống. Ok, thì mình hãy áp dụng cái tư duy cùng thắng này, thì qua chương sách này hay là mọi người có chia sẻ gì thì mình cùng chia sẻ cho mọi người và cả nhà cùng nghe ha. Cảm ơn.